Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Hiện nay xã An Hòa, huyện Tâm Dương có trên 300 hội viên hội cựu chiến binh với gần 70 mô hình cựu chiến binh làm kinh tế khá giỏi, cho thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng mỗi năm. Từ việc tích cực sản xuất kinh doanh, đời sống kinh tế gia đình của hội viên được cải thiện. Tỷ lệ hội viên nghèo giảm còn 0,3%, số hội viên khá giàu chiếm trên 70%. Để giúp hội viên phát triển sản xuất theo hướng mô hình gia trại, trang trại, Hội Cựu chiến binh xã An Hòa đã chủ động phối hợp với các hội liên quan tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, kỹ thuật chăn nuôi lợn siêu nạc, gà công nghiệp. Trung bình mỗi năm, tuần hội tổ chức được 4 lớp tập huấn, phổ biến kiến thức cho trên 500 lượt hội viên. Nhờ vậy, Hội Cựu chiến binh xã An Hòa đã định hướng cho các hội viên xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế theo hướng gia trại, trang trại kết hợp giữa chăn nuôi và trồng một số loại cây cho hiệu quả kinh tế cao chị Khổng Thị Nga ở thôn Vườn Tràng, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch là một phụ nữ điển hình thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lập Thạch. Trước đây, gia đình chị Nga là một trong những hộ kinh tế khó khăn trong xã. Năm 2004, được Hội Phụ nữ xã giúp đỡ chị Nga vay 40 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách để đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mộc. Thời gian đầu, do chưa có nhiều khách hàng, nên gia đình chị chỉ sản xuất với số lượng ít và chủ yếu phục vụ nhu cầu bà con trong xã. Dần dần khi tay nghề được nâng cao, các mặt hàng của xưởng được nhiều người biết đến, khách hàng từ nhiều nơi tìm đến đặt hàng. Khi đã có thị trường và có thêm vốn, gia đình chị tập trung đầu tư nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô xưởng mộc. Hiện nay, gia đình chị Nga sản xuất nhiều mặt hàng như giường, tủ, bàn ghế, sập thờ, án gian. Tạo công an việc làm thường xuyên cho 6 lao động với mức lương từ 4 đến 5 triệu đồng một tháng. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu lãi trên 100 triệu đồng. Gia đình chị Nga đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay nên đã giúp gia đình chị thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Công ty cơ khí chính xác Việt Nam 1 là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Hiện nay, công ty có hơn 3.000 lao động với hơn 7.000 m2 diện tích nhà xưởng lắp đặt các dây chuyền sản xuất, gia công cơ khí các linh kiện ô tô xe máy. Để đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy. Hàng năm, công ty phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy của tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ công nhân viên về luật phòng cháy và chữa cháy. Các biện pháp phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn cách sử dụng, bảo quản các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Đồng thời, duy trì hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy với gần 100 thành viên. Bên cạnh đó, công ty thường xuyên tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên. Sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, phương án chỉ huy, thông tin liên lạc và các điều kiện khác để nhanh chóng xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Nhờ làm tốt công tác phòng cháy và chữa cháy, hơn 10 năm qua, công ty không có sự cố cháy nổ lớn nào xảy ra. Tập thể công ty đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Singapore vừa công bố báo cáo triển vọng kinh doanh ASEAN năm 2015. Báo cáo đánh giá, Việt Nam là điểm đến hấp dẫn thứ hai ở ASEAN đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ khi nói về tiềm năng mở rộng đầu tư và kinh doanh. Một số yếu tố được cho là điểm mạnh của Việt Nam với các doanh nghiệp Hoa Kỳ như thái độ thân thiện với các nhà đầu tư, nguồn lao động rẻ dồi dào và an ninh đảm bảo. Báo cáo cũng cho thấy Việt Nam là điểm đến được các doanh nghiệp Hoa Kỳ lựa chọn nhiều nhất trong xu hướng dịch chuyển vốn đầu tư từ Trung Quốc về ASEAN trong năm 2014 với 27% tăng 5% so với năm 2013. Về tiến trình hội nhập chung của khu vực ASEAN, đa số các doanh nghiệp Hoa Kỳ đều nhận thức rõ tầm quan trọng của tiến trình này và đã hoạch định chiến lược dựa trên những mục tiêu của cộng đồng kinh tế ASEAN. Theo vụ vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng, dù trong tháng Ngâu, tháng 7 âm lịch, nhưng mức tiêu thụ xi măng trong tháng 8 vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2013. Cụ thể, lượng xi măng tiêu thụ trong tháng 8 ước đạt khoảng 5,29 triệu tấn, bằng 102% so với tháng 7 và bằng 103% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiêu thụ trên thị trường nội địa ước đạt 4,19 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ. Lượng xi măng xuất khẩu trong tháng 8 vẫn có mức tăng trưởng tốt, ước đạt 1,1 triệu tấn, tăng 12% so với tháng 7. Tính chung lượng xi măng tiêu thụ trong 8 tháng là 42,53 triệu tấn, bằng 108% so với cùng kỳ và đạt 68,6% kế hoạch năm 2014 sẽ giảm gần 40 thủ tục hành chính đất đai, giảm từ 5 đến 30 ngày làm việc. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không quá 3 ngày làm việc kể từ khi có kết quả giải quyết. Đó là những nội dung chính của báo cáo về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, được Bộ Tài nguyên và Môi trường công Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Thanh Khuyến, căn cứ quy định của luật đất đai năm 2013 và các nghị định, thông tư, quy định chi tiết thi hành luật, thì với những nơi đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai một cấp, tổng số thủ tục hành chính về đất đai công bố là 41 thủ tục, giảm 30 thủ tục so với bộ thủ tục đã công bố trước đây. Đối với những nơi chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai một cấp, tổng số là 62 thủ tục, giảm 9 thủ tục so với bộ thủ tục đã công bố trước đây. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu chỉ đạo hội nghị đánh giá tình hình kết quả công tác công an tháng 8, ban nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2014 của Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị trong thời gian tới đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm ma túy trên các tuyến địa bàn trọng điểm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội đẩy mạnh công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, phòng chống cháy nổ, buôn lậu qua biên giới. Triển khai các kế hoạch hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, bộ công an theo chỉ đạo Bộ Chính trị. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Barack Obama từ nhân Washington, vẫn chưa có chiến lược cụ thể nhằm đối phó với lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đang hoạt động tại Syria. Dập tắt những đồn đoán trước đó cho rằng Mỹ sẽ không kích các mục tiêu của IS tại Syria ngay sau khi triển khai máy bay do thám tại nước này. Phát biểu trước báo giới tại Washington, sau khi triệu tập cuộc họp các cố vấn an ninh quốc gia bàn về phương án đương đầu với IS, Tổng thống Obama cho biết chiến lược đối phó với IS hiện vẫn đang trong quá trình xem xét và sẽ mang tính toàn diện nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi đưa ra chiến lược tổng thể khu vực. Trong đó có sự hỗ trợ chính trị từ các nước trong khu vực và sự phối hợp với những người Hồi giáo dòng Sunni ở Syria và Iraq. Theo vị chủ nhân Nhà Trắng, ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải xóa bỏ những thành quả mà IS đã đạt được tại Iraq và chặn đà tiến của lực lượng này. Liên Hợp Quốc đã công bố báo cáo cho biết tổng cộng 2.593 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến tại miền đông Ukraine bùng phát từ giữa tháng Tư vừa qua, trong đó có nhiều dân thường. Ông Gianni Magazzini, người đứng đầu văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc tại châu Mỹ, châu Âu và Trung Á nhấn mạnh, trung bình có 36 người thiệt mạng mỗi ngày tại vùng chiến sự miền đông Ukraine, tăng tới 300% so với dự tính trước đó của cơ quan này. Ông Gianni Magazzini cảnh báo con số dân thường Ukraine bị thiệt mạng sẽ còn tăng cao. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc đã lên án các hành động vi phạm nhân quyền tại đây. Trung Quốc đang thải ra lượng lớn nhất các chất gây ô nhiễm trên thế giới, tương đương hơn một nửa lượng than tiêu thụ tại nước này. Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí y khoa danh tiếng của Anh, The Lancet cho so biết, mỗi năm tại Trung Quốc có hơn một triệu người chết sớm vì ô nhiễm không khí. Con số này nằm trong tổng số 4,7 triệu người Trung Quốc tử vong mỗi năm do bệnh tật, tai nạn. Nghiên cứu chỉ rõ, ô nhiễm không khí hiện đang là một trong mối đe dọa sức khỏe lớn nhất đối với hơn 1,4 tỷ người. Nghiên cứu khẳng định, Trung Quốc đang thải ra một lượng lớn các chất gây ô nhiễm trên thế giới, tương đương hơn một nửa lượng than tiêu thụ tại nước này. Liên minh châu Âu đang xem xét việc kiện Nga lên Tổ chức Thương mại Thế giới về lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ châu Âu. Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu, Karen De Guc nói rằng: Liên minh châu Âu đang chuẩn bị việc khởi kiện và có thể sẽ gửi đơn lên Tổ chức Thương mại Thế giới vào giữa tháng 9 tới. Tuy nhiên, đến nay, quyết định cuối cùng về việc vẫn chưa được thông qua. Ba là một trong số các nước sốt sắng đòi kiện Nga bởi vì lệnh cấm vận nông sản của Nga đã gây thiệt hại nặng nề cho thị trường tiêu thụ hoa quả của nước này. Trước đó, để đáp trả các lệnh trừng phạt Nga của phương Tây, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh cấm nhập khẩu thịt bò, thịt lợn và hàng nông sản từ Liên minh châu Âu, Mỹ, Na Uy, Canada, Australia trong thời hạn một năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát Thanh và Truyền hình Vĩ Phúc. Sau đây là những nội dung chính sẽ phát trong chương trình truyền hình ngày mai.